Dụ tin Địch Lệ Nhiệt ba sang nước ngoài sinh con, nhiều sao nam bất ngờ bị réo tên. Tin đồn Địch Lệ Nhiệt ba bí mật ra nước ngoài sinh con đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước tin đồn Địch Lệ Nhiệt ba đang mang thai. Cụ thể, theo phân tích từ một trang thông tin chuyên về thế giới giải trí Cbiz, một sao nữ tuyến đầu ở độ tuổi 30 sẽ sinh con vào năm 2023. Thông qua một số dữ liệu được đưa ra, cư dân mạng liệt kê một số diễn viên vào danh sách lần này gồm có Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt ba, Mã Tư Thuần. Rất nhiều cái tên được liệt kê trong danh sách lần này, nhưng cư dân mạng lại đổ dồn sự nghi vấn vào diễn viên Địch Lệ Nhiệt ba. Bởi lẽ, trong khoảng 7 tháng trở lại đây, Địch Lệ Nhiệt ba không hề tham gia một dự án điện ảnh nào. Bên cạnh đó, mỹ nhân xứ Tân Cương cũng không góp mặt ở các sự kiện thảm đỏ, dù trước đây cô từng rất tích cực tham gia. Thêm nữa, việc Địch Lệ Nhiệt ba thường xuyên diện trang phục áo rộng, che chắn bụng càng khiến nghi vấn mang thai được đẩy lên cao. Mới đây, theo một số nguồn tin tại một số trang chuyên về giải trí, họ cho biết Địch Lệ Nhiệt ba đang chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. Nhiều khán giả đồn đoán, có thể nữ diễn viên sinh năm 1990 đang tìm cớ để ra nước ngoài sinh con. Đối diện với tin đồn mang thai, Địch Lệ Nhiệt ba và phía công ty quản lý chưa hề có phát ngôn chính thức. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã cho đăng tải bức hình khoe vòng hai thon gọn. Đây được xem là một trong những động thái ngầm phủ nhận tin đồn mang thai của mỹ nhân xứ Tân Cương. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận định rằng đây có thể không phải là ảnh mới chụp mà đã được chụp từ rất lâu rồi. Thậm chí, họ còn đưa ra minh chứng, trước đó Triệu Lệ Dĩnh từng phủ nhận tin đồn mang thai bằng cách đăng ảnh vòng hai thon gọn. Tuy nhiên sau đó, cô đã âm thầm sinh con cho Phùng Thiệu Phong. Hiện tại, những tin đồn trên chỉ là thông tin một chiều và phía đại diện của Địch Lệ Nhiệt ba vẫn chưa hề có phát ngôn chính thức. Tuy nhiên, rất đông khán giả và người hâm mộ liên tục tò mò và réo gọi các bạn diễn từng có tin đồn tình ái với nữ diễn viên vào trong câu chuyện lần này.